Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây. Và trong ngày hôm nay thì xin chúc tất cả anh chị em ở trong đầu năm 2024 thật là nhiều sức khỏe và cũng như là thành công hơn trong việc đầu tư, kinh doanh và mọi thứ nha anh chị nha. Đó rồi thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến Bitcoin và anh chị thấy rằng là cái mốc target mà chúng ta đã quan tâm ở trong rất là nhiều tuần vừa qua thì nó cũng đã chạm đến được, đó là 45.600 đô, tức là kháng cự tháng mình lịch lâu của chúng ta anh chị ha. Thì như anh chị thấy rằng là trong video gần đây nhất thì em có nói đến vấn đề là nếu mà chúng ta giữ được cái ngưỡng hỗ trợ là từ 42.274 đô la cho đến là 41.768 đô la và chúng ta giữ được ở đây thì cái khả năng chúng ta chạm đến cái ngưỡng monthly low nó sẽ rất là gần nha anh chị nhé. Và trong thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy được rằng là giá cả nó cũng đã thả một cái râu khá là sâu anh chị, là khoảng 41.200 nha anh chị. Nhưng mà cái cuối cùng mà chúng ta mong muốn nó xảy ra á, là nó giữ cái mức giá của nó ở trên VAL nha anh chị. Đây cái đường màu xanh này anh chị thấy không ạ, nó đóng nến lại, em sẽ zoom lại cho anh chị có thể là nhìn rõ hơn ở ngay tại thời điểm này nhé. Chúng ta đã đóng nến ở trên VAL và tiếp tục gia tăng cái lực tăng lên. Và trong cái những ngày vừa qua thì anh chị thấy rằng là chúng ta cũng có một cái kháng cự của một cái chân giảm xuống, giá cả liên tục từ chối ở cái cạnh trên line này, từ chối đi xuống và từ chối đi xuống rất là nhiều lần. Và sau đó thì anh chị thấy là chúng ta đã có một cái sự bứt phá lên và bứt phá mạnh ra khỏi POC, bứt phá mạnh ra khỏi VAH và tiến hẳn đến cái mốc target mà chúng ta quan tâm ở thời điểm này. Vậy thì trong thời gian tới cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng Bitcoin nó như thế nào, nó sẽ di chuyển ra sao, đúng không chị? Đây là một câu hỏi mà rất là nhiều anh em đang quan tâm. Và nếu như ở thời điểm này anh em đang quan tâm như vậy thì chúng ta cũng nên xem qua về USDT Dominant nha chị nha. Thì ở thời điểm này thì gần như là chúng ta sắp chạm đến cái mốc target là khoảng 5.2-5.1% ở dưới này. Và khi mà anh chị bật ở khung tuần, đây là góc nhìn mà em đã chia sẻ khoảng 2-3 tháng gần đây rồi nha anh chị. Thì mỗi lần Bitcoin đạt đỉnh thì nó đều chạm đến cái mốc USDT Dominant, nó chạm đến cái cạnh trên line này, một cái vùng hỗ trợ như là Bitcoin 55.000, Bitcoin 69.000 và cũng như là ở thời điểm này là Bitcoin 45.500 đô. Chúng ta đã đạt đến cái ngưỡng hỗ trợ của USDT Dominant. Và hiện giờ là mọi người thắc mắc rằng liệu nó có thể hồi lên hay không. Thì theo em là cái khả năng ở trong thời gian tới nó vẫn sẽ là một cú hồi. Đối với USDT Dominant thì anh chị nào vẫn chưa hiểu về USDT Dominant á, thì mỗi khi thằng USDT Dominant nó giảm xuống là lúc đó Bitcoin nó tăng lên, tức là USDT được mọi người sử dụng anh chị ha, mang qua mua Bitcoin, mang qua mua altcoin vân vân á, hoặc là long lên. Thì anh chị thấy rằng là ở thời điểm này khi mà đến cái mốc hỗ trợ này thì em đang dự tính rằng là cái khả năng mà chúng ta phục hồi lên và khiến cho Bitcoin có thể là điều chỉnh trong thời gian tới nó vẫn có cái tỷ lệ đang rất là cao ở thời điểm này theo phân tích kỹ thuật nha anh chị nhé. Và có một cái điều quan trọng hơn nữa là thời điểm này liệu chúng ta có nên trade tiếp hay không, ta nên long hay không, ta nên short hay không á, thì cái vấn đề này thì em đã chia sẻ với anh chị rồi, là khi sắp sửa đến cái tin tức Bitcoin ETF được xét duyệt các anh chị thì chúng ta sẽ không trade ha. Em sẽ không trade khi mà tin tức đó là một cái tin tức rất là lớn nữa, cho nên em sẽ không muốn trade. Và hiện giờ thì khi mà giá cả nó đã đến cái ngưỡng kháng cự thì em cũng sẽ chờ rằng là ở khu vực giá này nó có sự điều chỉnh hay không, tin tức nó như thế nào và mọi người phản ứng giá ra sao ở trong cái thời điểm mà có tin tức ha. Và anh chị cũng đã thấy rằng là khi mà bắt đầu có cái tin đồn về Bitcoin ETF sắp được duyệt thì anh chị thấy rằng là nó cũng đã tăng từ cái ngưỡng là khoảng 29-30.000 đô này, chúng ta tăng lên tới thời điểm hiện tại là 45.000 đô rồi. Thì cái vấn đề là mua tin đồn và bán tin tức liệu nó có thể xảy ra hay không, thì đối với em là cái khả năng cao là cái vấn đề bán tin tức nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì là những anh em á mà họ đầu tư theo tin đồn là từ những cái vùng trước đó thì họ đã có lãi rất là nhiều rồi. Và kèm theo đó nữa là gì anh chị, những cái nhà đầu tư ngắn hạn đó họ chỉ trade lướt ha, và có lợi nhuận thì họ sẽ nhảy ra. Và cái lượng người chốt lời trong thời gian tới theo em thấy là khả năng rất cao, cho nên em vẫn sẽ ngồi đây để em chờ những cái phản ứng giá trước mắt ha. Chờ những phản ứng giá trước mắt rồi chúng ta sẽ nghiên cứu có thể là short hay không, vì giá cũng đã đạt lên những cái ngưỡng cao rồi, cũng đã đến kháng cự rồi, thì em sẽ chờ short nhiều hơn là em sẽ chờ long ha chị ha. Và ở thời điểm này cũng có một vài cái thông tin nữa em muốn truyền tải đến chị, là gì, là khi anh chị nhìn ở trên Coinglass thì anh chị cũng có thể thấy rất rõ rằng là ở trong thời gian vừa qua khi mà Bitcoin tăng lên như vậy thì cũng có rất là nhiều những cái lệnh short bị thanh lý. Chúng ta có khoảng 10,6 triệu này, chúng ta có khoảng là 20 triệu rồi, chúng ta có khoảng là 23-24 triệu và rất là nhiều triệu đô, 11 triệu đô nữa. Thì anh chị thấy rằng là những cái lệnh short bị quét thanh lý rất là nhiều.
Và kèm theo đó khi anh chị nhìn ở hợp đồng mở nha anh chị nha. Khi anh chị nhìn ở hợp đồng mở thì nó cũng đã tăng từ 18 tỷ lên gần đến cái mốc 20 tỷ rồi. Đây là cái dấu hiệu mà mọi người bắt đầu là gia nhập lại thị trường sau cái kỳ nghỉ Tết Tây. À, sau kỳ nghỉ Tết Tây thì bắt đầu là cái lượng tiền được bơm vào thị trường và mở hợp đồng long lên rất là nhiều. Kèm theo đó là khi anh chị nhìn về cái bản đồ thanh lý của Bitcoin đó, thì anh chị thấy rằng là trước đó thì có rất là nhiều những cái lệnh sóng, những cái vùng màu vàng ở đây này là tương đương với khoảng là 300 400 triệu đô. Đó thì anh chị thấy rằng là khi nó quét lên rất là nhiều, và hiện giờ theo cái bản đồ nhiệt này thì em thấy được rằng là nó không còn quá nhiều những cái lệnh short có thể bị thanh lý nữa, nghĩa là đã quét short tương đối là sạch sẽ và đã gần như là xong những cái lệnh short rồi. Và khi mà chúng ta nhìn về cái khía cạnh là những lệnh long thì sao, thì hiện giờ những cái lệnh long nó cũng tương đối là thấp. Và cái ý nghĩa ở trong cái tình huống này là gì? Khi cả long cả short đã bị market maker nó quét rồi á, thì đây sẽ là cuộc chơi tiếp theo. Thì như anh chị biết được rằng á, là khoảng ngày mùng 10 là sẽ có cái thông tin liên quan đến cái việc là cái đơn Bitcoin ETF đầu tiên á, nó có được duyệt hay không, đúng không ạ? Và có thể là duyệt đồng loạt hay như thế nào đó thì em không biết, nhưng mà ở thời điểm này khi cả long cả short đã bị quét xong rồi á, thì thời gian tới sẽ là một cái cuộc chơi khác nữa, một cuộc chơi rất là khác biệt anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà em á, market maker nó quét đầu long rồi, nó quét đầu short rồi, thì ở thời điểm này là chỉ là cái lúc mà nó sẽ chơi với tin tức. Bởi vì vậy đây cũng là một cái lý do mà em không muốn trade ở thời điểm này, bởi vì nó không rõ ràng nha anh chị. Bởi vì nó không rõ ràng thì em sẽ không trade và em sẽ chờ những cái phản ứng giá như nãy giờ em nói với anh chị. Và hiện giờ chúng ta cũng nên xem xét về những cái vùng hỗ trợ ở thời điểm hiện tại nha anh chị nhé. Thì vùng hỗ trợ ở thời điểm hiện tại thì đây là cái vùng hỗ trợ, đây là POC, đây là VAH, và nó nằm ở cái ngưỡng là khoảng 44.134 đô la cho đến là 43.816 đô la. Thì cái tỷ lệ mà khi mà chúng ta chạm đến cái mốc kháng cự monthly close này á, thì nó có thể là trả ngược về, nó có thể là trả ngược về hỗ trợ, và em tin rằng là nó vẫn sẽ giằng co, nó đưa đẩy rất là nhiều ở trong cái sự kiện Bitcoin ETF ở trong thời gian tới. Nó sẽ làm rất là nhiều những cái sự lên xuống về giá cả và có thể là biến động rất là lớn, cho nên là khi anh chị trade thì cũng hãy cẩn thận ha. Đây là cái vùng hỗ trợ em muốn chỉ ra cho anh chị. Và kèm theo đó nữa là khi anh chị bật về cái chỉ báo cluster mà chúng ta đang xài, và hiện giờ thì đối với cluster cũng đã chạm đến cái ngưỡng quá mua, chạm đến cái ngưỡng quá mua nó rơi tầm là khoảng 78% rồi, và cái sự điều chỉnh ở trong ngắn hạn trước mắt thì còn khoảng 8 ngày nữa thì mới có tin. Còn khoảng 8 ngày nữa chúng ta mới có tin về Bitcoin ETF, cho nên là cái sự điều chỉnh ở trong ngắn hạn hoàn toàn có thể là xảy ra. Và cái vùng hỗ trợ này là cái vùng hỗ trợ nếu anh chị nào muốn đánh long ngắn thì cũng có thể là xem xét ở khu vực này, xem những cái phản ứng giá nó có tích cực hay không đó, để chúng ta có thể là vào một cái lệnh long cũng được. Nhưng mà thực tế là mà nói thì em sẽ không chơi ha, em chỉ đưa ra những cái vùng hỗ trợ để anh chị xem xét thôi. Và ở 2 giờ như thế nào, 2 giờ cũng tương tự quá mua, và tỷ lệ điều chỉnh là có ở 1 giờ như thế nào anh chị, 1 giờ cũng tương tự như vậy, cũng có thể là sinh ra những cái sự điều chỉnh ở trong ngắn hạn nha anh chị nhé. Thì tổng kết lại đối với Bitcoin đó, thì nó vẫn có thể là tạo ra những cái đà tăng lên, nó vẫn có thể là tạo ra những cái sự biến động giá rất là nhiều ở trong thời gian tới. Cho nên là khi trade ở thời điểm này thì tốt hết là anh chị nên cài SL thật là kỹ, và nếu như anh chị nào mà không muốn trade thì cũng nên quan sát giống như em thôi, thì đó là một cái phương án cũng khá là an toàn ha. Sau tin tức ví dụ như Bitcoin ETF được duyệt hay không, nếu được duyệt thì như thế nào, không được duyệt thì như thế nào, thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau xem về những yếu tố phân tích kỹ thuật để chúng ta trade sau đó. Thời điểm hiện tại thì có một vài anh em cũng đã trade những cái lệnh long lên, cũng đã đạt đến những cái mốc target monthly close này rồi, thì cứ chờ thôi ha. Thời điểm này cứ chờ thôi, không cần phải vội gì cả. Thì đây là Bitcoin anh chị ha, cũng như là USDT Dominant. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị nói đến cái vấn đề là Ethereum. Thì trước khi chúng ta nói đến cái vấn đề là Ethereum ra sao ấy, thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch CoinS ha, và nó có một cái tính năng khá là hấp dẫn, đó chính là cái chiến lược giao dịch. Thì anh chị nào mà lười ở trong cái việc là phải xem chart hàng ngày, phải xem giá hàng ngày, phải mua như thế nào đó, thì anh chị hoàn toàn có thể là lên một cái kế hoạch đầu tư tự động ha, lên một cái kế hoạch đầu tư tự động để có thể là mua DCA hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ luôn, rất là tiện. Anh chị chỉ cần bỏ một cái số tiền nhất định vào và anh chị chỉnh cái thời gian mua thì nó có thể là mua cho anh chị ở trong cái thời gian dài mà anh chị không cần phải tốn quá nhiều thời gian về cái vấn đề là DCA. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể là spot grid ha, thì anh chị có thể là tạo ra một con bot đó, nó có thể là trade ở trong một cái phạm vi giá, ví dụ như là từ 30.000 đô cho đến là 50.000 đô, thì nó sẽ trade trong đó và nó tạo lợi nhuận cho anh chị đó. Thì anh chị cũng có thể là xem qua những cách này để có thể là kiếm những cái phần lợi nhuận trên lệch giá đó, cũng rất là hay. Và nếu như anh chị muốn sử dụng những cái tính năng này đến từ sàn giao dịch CoinS, thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nha. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với lại Ethereum. Thì Ethereum thì thực tế ra mà nói thì anh chị thấy được rằng là Ancon ở trong ngày hôm nay nó tăng không nhiều,
nó chỉ phục hồi và nó không tăng nhiều, bởi vì là tất cả cái dòng vốn, tất cả cái dòng tiền hiện tại á, họ đang đổ vào Bitcoin, họ đang đẩy Bitcoin lên rất là nhiều. Vì Bitcoin là cái thằng mà đang sắp có cái tin tức về Bitcoin ETF, nó là cái tin rất là lớn, cho nên là mọi người đổ tiền vào Bitcoin là chủ yếu. Cho nên là anh chị sẽ thấy được rằng là nó chỉ phục hồi thôi, nó không có gia tăng quá nhiều lực tăng. Thì trước đó thì em cũng nói đến một cái lệnh long ở trong video gần nhất ha, về phân tích kỹ thuật thì cũng nói đến cái lệnh long là long từ cái ngưỡng là khi mà chúng ta thấy là giá nó được giữ ở 0.618 và 0.5 và nó đóng lên lên trên thì anh chị có thể long lên. Thì thời điểm hiện tại nếu mà tính toán thử nhé, tính toán thử nếu cái lệnh này thời điểm hiện tại đến sáng ngày hôm nay thì nó cũng rơi tầm gần 30% với đồng bảng X10, có nghĩa là Ethereum nó tăng khoảng 2,93%. Thì thời điểm này thì anh chị nên làm một việc, thời điểm này á, anh chị nên làm một việc, đó là gì? Kéo SL dương lên, cứ kéo SL dương lên để cho an toàn, và có thể là chốt đi một phần ha, anh chị nên chốt đi một phần để cho an toàn đó, và anh chị nên chốt khoảng 30 cho đến là 40% cái lệnh của mình để cho nó tạo ra một sự an toàn. Và cũng như cái lệnh này thì hiện tại nó không gọi như là còn về cái rủi ro nào cả, anh chị có thể là gồng thoải mái ha. Và đối với Ethereum á, thì về cái dự phóng của em á, là trong thời gian tới nó vẫn có thể gia tăng cái lực của nó lên trên cái ngưỡng daily close ở trên này nha anh chị, nào là cái mốc khoảng 2.500 đô. Và khi mà anh chị nhìn thêm về cái chart ở khung tuần, đây là một cái chart spot anh chị ha, thì anh chị thấy rằng là chúng ta cũng đang nằm ở kháng cự, cho nên là cái vấn đề mà anh chị lo ấy thì anh chị cũng lưu ý rằng là nó có thể là điều chỉnh nha, nó vẫn có thể là điều chỉnh, kể cả như là anh chị bật cả cái cluster lên, chúng ta thấy là ở khung tuần nó tương tự Bitcoin, nó đang nằm ở vùng quá mua rồi. Cái tỷ lệ mà nó tăng ra khỏi đây và nó tăng mãi thì em nghĩ rằng là nó không thể xảy ra ở thời điểm này, mà nó sẽ cần phải có một cái cú điều chỉnh về. Cho nên là cái cơ hội, ví dụ như em mua á, ví dụ em mua spot ha, em mua ở cái vùng là khoảng 2.000 đô ở đây, em đã mua một ít rồi. Ví dụ nó tăng lên và bây giờ nó có điều chỉnh xuống thì em sẽ tiếp tục có cơ hội để DCA và DCA dần ở những cái vùng giá mà nó sâu hơn nha anh chị. Thì anh chị cũng có thể là xem xét qua những cái tình huống này đối với Ethereum. Thì đối với trading thì cũng không có gì nhiều, vì Anchor nó không có tăng nhiều anh chị, đơn giản là như vậy, Anchor nó không có tăng nhiều đó. Và cũng như là 4 giờ thì cũng sắp có một cái sự điều chỉnh xảy ra tương tự Bitcoin luôn. Cho nên em thấy được rằng là mọi người nên chốt 30 cho đến 40% để nó tạo ra sự an toàn ở trong cái lệnh này là nó ok nhất nha anh chị nhé. Rồi còn lại thì anh chị có thể là gồng lên cái vùng giá là 2.500 đô. Đây là vẫn là cái vùng target mà em muốn thấy nó chạm đến ở trong thời gian tới. Và ok, ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh chị đến đây thôi, bởi vì là chúng ta cũng không có quá nhiều cái dữ liệu nữa. Giá cũng đã tăng rồi, lệnh thì cũng đã vào rồi, đúng không ạ? Lời thì cũng đã chốt rồi, mọi thứ đã xong rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi trong những ngày tới, nếu có những cái thông tin gì về Bitcoin ETF hay là những cái yếu tố phân tích kỹ thuật nào mà em cần cập nhật đến anh chị thì em sẽ tiếp tục cập nhật và đưa ra những cái phương án để anh chị có thể là xem xét và tham khảo đầu tư trong tương lai nha anh chị nhé. Và anh chị cũng lưu ý rằng là những cái nội dung em truyền tải đến anh chị thì không được xem là lời khuyên đầu tư, bởi vì là nó có rủi ro nha anh chị nhé. Ok, thì nếu như anh chị trong thời gian vừa qua theo dõi em và đã kiếm ra được những phần lợi nhuận, anh chị đừng quên là có thể là nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để theo dõi những cái thông tin về thị trường tiếp theo mà em sẽ cập nhật đến anh chị, và cũng như là những cái phương án, những cái dự án nào nó ok thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh chị thật là nhiều ở trên kênh nhé. Rồi thì cảm ơn anh chị một lần nữa đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.